Hôm nay thì mẹ Mai bước sang ngày thứ 3 ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và mình đã sinh em bé đến bây giờ 10 giờ rồi, là tròn 48 tiếng. 48 tiếng này thì hết sức là ý nghĩa. Mọi người thấy là mẹ Thanh Mai khá là mạnh khỏe đúng không ạ? Không cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi gì. Đặc biệt là mẹ Mai muốn chia sẻ với các mẹ về trải nghiệm một ngày khi mà mình ở phòng dịch vụ của bệnh viện. Ai đến thăm mình thì cũng rất là bất ngờ khi mà thấy phòng dịch vụ rất là khang trang, đẹp đẽ. Ở phòng thì có giường và có cửa sổ và đều có ánh nắng cho con và mẹ. Em bé nhà mình thì ngày hôm qua đã được kéo cái rèm này xuống để mà tắm nắng rồi. Đầu tiên thì buổi sáng 6 giờ thì mình thấy là các bác vệ sinh đã gõ cửa để đi lấy rác. Có một bác vào lấy rác màu xanh, một thùng màu xanh thì đựng các cái loại rác mà mình vẫn ăn uống hay là xả thải. Một lúc sau thì sẽ có bác lấy rác màu vàng. Thùng màu vàng là những cái rác y tế hay là bông băng rất là khoa học. Và cái phòng vệ sinh rất là sạch sẽ. Một lúc nữa thì khoảng đến 6 rưỡi 7 giờ gì đấy mình cũng không nhớ chính xác. Có các bác sĩ thì sẽ đi thăm buồng và các bác sĩ sẽ thăm cho mẹ để xem là mẹ có đau không, có cần phải hỗ trợ về giảm đau rồi vết mổ ra sao. Thế sau đó thì đã có một bác sĩ chuyên nhi đi khám cho em bé. Đấy là những cái thủ tục thăm khám vào buổi sáng. Thế sau đó đến khoảng tầm 8-9 giờ thì các bác sĩ sẽ đi kiểm tra vết mổ cho mẹ. Thì vết mổ của mẹ Thanh Mai hôm nay nếu mà tính theo ngày thì ngày thứ 3, nhưng mà tính theo thời gian thì là 48 tiếng. Vết mổ của mẹ Mai rất là tốt, đã được xe lại và các bác sĩ kiểm tra và cũng chiếu cho mình cái tia plasma để xe khô cái vết mổ. Thế sau đó là mẹ Mai được các bác sĩ khám cho mẹ thì tiêm cho mẹ Mai kháng sinh. Vì mình cũng sinh lần thứ tư rồi nên là cũng phải tiêm cái mũi đó. Rồi mẹ Mai thì vẫn còn cái vấn đề về didymer, đông máu. Thế là các bác sĩ tiêm thêm cho mẹ Mai một cái mũi Novilox để ở dưới da, ở dưới bụng đấy ạ, để cho mình ổn định cái đông máu, chỉ số đông máu của mình. Thế sau đó thì khoảng tầm 7 giờ thì các bác sĩ đưa các con đi tắm buổi sáng và em bé về rất là thích, không khóc một tí nào luôn, rất là khoan khoái, sạch sẽ. Thế sau đó thì em uống sữa, phòng rất là sạch và ở đầu giường thì có một cái chuông ạ. Bất kỳ khi nào mà mình cần gọi dịch vụ chỉ cần bấm chuông là các cô sẽ sang giúp đỡ mẹ thay đồ này. Đấy, như các cô vừa mới mang vào cho mẹ Thanh Mai một bộ đồ rất là sạch để thay đồ từ buổi sáng hoặc bất kỳ lúc nào muốn thay thì đều có thể thay được. Rồi ga giường đều được thay sạch sẽ, mình có thể tự thay hoặc các bác sẽ giúp cho mình thay được. Và trong phòng thì cũng luôn luôn được lau chùi. Các cô bác vệ sinh thì sẽ vào dọn dẹp lau phòng rất là sạch. Người thì lau phòng, người thì sẽ đánh dọn nhà vệ sinh. Và chỉ khoảng mấy phút thôi là phòng nó sạch sẽ, thơm tho, được khử trùng, sát khuẩn. Ở đầu giường thì mọi người cũng thấy ạ, đầu tất cả các giường thì đều có cái chai nước rửa tay xịt khuẩn rất là sạch. Và một cái ngày ở đây thì mình cảm thấy rất là đầy đủ. Phích nước thì có hai phích nước nóng, chúng ta có thể lấy nước ở phía bên ngoài. Phòng thì có điều hòa, có tivi. Tóm lại là giống như mình được đi thư giãn, nghỉ ngơi trong cái ngôi nhà của mình. Không cảm thấy nó xa lạ hay là thiếu thốn bất kể thứ gì cả.